tí nhá. Ừ. Hao tú. Vậy đó cổng đây. Trời nè. Ok. Cổng trời khó bắn lắm. Hên xui. Có súng thì mình thịt nó có súng nó thịt mình. Không. Ai mà kêu gà là bị bệnh á. Người đó bị bệnh. Gà có rất là nhiều loại gà. Gà đá đâu có gà đâu. Gà đá nó sung lắm chứ bộ. Đúng không? Kêu chính xác ra anh em, nếu mà muốn chửi người khác hay là chửi người khác, kêu người chê phê bình người khác là anh em phải chính xác từng câu nói, từng địa điểm, từng địa chỉ. Đó mới là một cái đẳng cấp. Cứ một cái. Đó. Gại chỉ có gại đi đánh nhau ấy. Gì nữa? Không quay. Đầu óc đen tối. Chủ tôi người ta đi có đánh nhau. Một V40 rồi, đậu xanh. Tôi lên tôi sang bằng tất cả này. Thịt đâu? Thịt. Qua đây. Đứng coi. Cover tôi nè. Không mà cover tôi là tôi giết hết được. Tôi thấy một thằng. Thấy không? Thấy không? Thấy. Tôi thấy một thằng đang. chạy giữa đường kìa Gil. Thấy không? Đâu? Đậu xanh. Chạy trước mặt tôi đó. Chạy trước mặt. Chạy đi. Chạy. Chạy cho nhanh vào. Trời ơi. Phải lên lên mà. Trời ơi, chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Bồ nó kìa, bồ nó tới kìa. Bồ nó nè, bồ nó nè. Bồ nó. Rồi sao? Cứu không? Cứu hay đấm tôi? Nhảy đấm tôi cho đi nhảy. Á. Tôi cho di chuyển đi liền á. Xe tôi ra. Trái, à, đúng, bên đây đúng, bên từ từ. Từ từ, thằng này tôi bắn chết thằng này luôn nè. Rồi. Okay. Bên trái đúng không? Ok, tôi thấy nó rồi. Chết rồi. Giết rồi. Giết rồi hả? Ok, hết cơ. Ha. À ha ha. Người lý. Ấn vào lý. Này có ra đỡ chưa? Chưa. Cho cái này. Ok, cho thì lấy. Ok. Anh em có cái tay hai không? Anh em bấm vào nút like đi, like và chia sẻ đi. Ờ. Cái gì? Lấy cái cho lại cái gì nhỉ? Có cái quần què gì đâu cho ở sau mặt của tôi. Ê ê ao. Ông tưởng tôi không dám quay lại bắn ông à? Ông lại bị ông kinh lắm cơ. Tôi lại sợ ông lắm cơ. Ủa, tính ra. Ê, có tên cái đấy. Anh hát. Đây đây, đứng đây đây. Trời ơi, đang gì đây? Giáp nổ kìa. Thấy không? Thấy giáp nổ không? Thấy thanh niên giáp nổ không? Không biết vậy mình sử dụng. Nếu mà rồi nãy mà mình sử dụng khẩu Famas thì mình ăn chắc thanh niên kia rồi. Cứ chân rồi mặc áo ba lỗ. Ủa, hao tu. Từ từ. Thanh niên này sử dụng khẩu. Khẩu gì ta? Khẩu MP5 để mà bắn mình hả? Hao tu. Bắn đau phết á. Really? Mà tôi mất những 10 máu, bạn đâu vãi chưa? Đâu có giáp đâu mà không đau mới sợ xuống khu dân cư mà chơi này. Mà sao ấy, có khẩu đấy bắn mình ta? Kêu mình. Kêu đấy người rồi. Set đó. Các bạn bấm vào nút chia sẻ để ủng hộ mình nha. Con nấm nè ăn không? Nấm nè. Nấm bà ni á. Nấm. Thôi có không ăn đi. Bên kia có tao tép kìa. Thằng giáp. Tiền sau năm đây. Hả? Không. Tiền sau năm đây. Tôi lên. Tôi tăng. Đây. Tôi mới giáp 2 ở đầu xanh. Ê! Nhìn ra kìa. Anh hát bên trái. 210. Tăng giáp của tôi. Đầu xanh. Xe ra. Gì đấy? tính ăn cái đồ tăng giáp của tôi hả? Đầu xanh. Cái chết bất tiêu luôn. Lên ăn em ạ. Chê khẩu ZK, thấy không? Chê khẩu ZK VIP không? Bắn nhanh vãi trưởng. Tọt cái dụng. Bắn thử ZK không? Lâu lắm ấy, không bắn ai đâu. Thôi, ZK quại lắm. Tôi có ZK VIP mà tôi đâu có mang vào đâu. Biết mà, biết không mang mà. Nó mạnh mà. Mạnh đâu mà bắn mạnh. Sữa. Mạnh. Bắn. Trời ơi. Bắn. Nó giảm tầm xa mà mạnh cái gì? Đậu xanh. Nó giảm tầm xa ông bắn 5-3 máu à. Tầm xa giảm có 2 đam đến nhiều, 2-3 đam thì đánh 2 đam. 1 đam, giảm 1 đam tầm xa, nhưng mà ảnh hưởng gì đâu. Ông có để ý là bắn vào giáp 3 không xin nhê bằng cái khẩu ska màu vàng không? Ska vàng ui, bắn hơi bị sướng. Cứ ở cái phạm vi tầm trung với tầm giữa là nó ska mạnh lắm. Tầm trung trung ấy, bắn đường đạn nó bay kiểu thẳng tắp thẳng tập luôn. Tăng dễ độ hả? Chính xác không? Dễ hả? Ai tính? Họ còn kìa. Ad ra đây mũ này. Ad muốn đi xe đạp không? Không. Nè có tăng giáp nè, tăng đi. Sao đỡ bối hiểm. Tăng giáp nè, tăng đi, tăng lên giáp 5 đi. Rồi để thôi, tôi... đây ra 4 đi. Hello.
Chào 5.500 anh em đã có mặt trên kênh mình nha. Các bạn bấm vào nút like để ủng hộ mình. Và đừng quên, anh em nào mà chưa bấm nút chuông thì nhớ bấm nút chuông để ủng hộ mình nha. Tí nữa xong khoảng tầm 1 đến 2 trận nữa thì mình sẽ qua bên Nonolive để mà tiếp tục like bên đó nha các bạn. Sao AS qua đây được? Có xe kìa. Xuống địa ngục. Xuống địa ngục. Nó đâu rồi? Ấy. Ôi. Trái. Đậu xanh. Trời ơi. Sao không xuống địa ngục ta? Thì chứ phít rồi sao ấy? Xe nó bây giờ nó bật cờ lên trời à? Bật ngược trời, bật cao vãi lên. Trời lút đồ nhiều đồ quá. Trời thế mà không xuống địa ngục được. Trời đậu phộng, đậu xanh, đậu đũa, đậu đen, đậu hà lan, đậu hũ, đậu ve ơi. Đậu ve. Xém chút nữa xuống địa ngục rồi, chẳng qua nó ở ngay cái vị trí mà hơi dốc dốc á. Nên là không xuống địa ngục được. Cay. Hết bom keo rồi cho quả xài chơi đi. Làm gì có quả nào mà cho. Đậu xanh. Quả lưu đạn này, ăn lưu đạn không? Không. Ném thì ném vào mặt. Cái gì mà AS tên thật của anh là gì? Tên thật của mình là tên Sang nha các bạn. Các bạn có thể gọi mình là AS. Thật AS là hacker mobile nha mọi người. How to hacker mobile. Có ai thế mọi người ta gọi là hacker gì? Chắc tên thật là hacker. Chứ bộ stream game mỗi lần bắn hay người ta không kêu là hack hả? Không. Không quần què. Có không các bạn? Có không? Không. Các bạn ơi, có. Mỗi lần stream bên game... trên đây có xe này game. Ok, đang đi. 41m. Bắn người tình đi. Không có một kèo bạn đâm một đường đi hai người. Được đấy. Nó mới còng lại tình. Đấy, đằng sau. Trên tròi. Gục một. Lên. Đẩy tới. Ok. Lên đi. Dây của ai? Dây của bọn tôi hả? Lên đi. Hư quá. Đang quấn máu. Trời ơi. Còn không? Còn. Ê, xuống đi tôi á. Kinh thế. Quấn máu. Hay thế. Ấy, đậu xanh sau lưng kìa. Trời sau lưng. Ok. Trời nào ta? Trời. Trời trước mặt luôn, 150. Ok. Từ từ tôi kiếm bom băng đó. Đậu xanh đó. Có rồi. Hay quá. Khải của tôi rồi. Kiếm đi. Đậu xanh. Lướt coi. Có không? Đậu xanh. Hello. Hello. Ê, xe mod bắn tới kìa. Bắn thẳng luôn. Một viên vào đầu rồi. Ai á? Vãi, cho nào ta? À, cho trong mặt. Bay mũi luôn rồi, bắn ghê thế. Ờ, chắc xuống được ngay. Cào bể bom keo luôn. Bể bom keo. Chắc xuống được ngay. Lên chòi nó nè. Tôi vừa mọt á. Ờ, ông được, về được, lại được, cái chòi của ông cũng được. Hả? Chào xin. Hello. Cực kỳ là nguy hiểm. Cạo đầu nó giết được ai luôn. Không có gì để săn hết. Mà công nhận cảm giác Sky bắn xe, bắn ghiền nó cứ 10 máu, 9 máu. Chán hả? À, đúng không? Vậy thì tha vậy. Như vậy thì thà gắn cái khẩu thôi đỡ cả mát vào bắn sướng hơn. Trên đồi bắn xuống kìa. Lên bạn. Ngoài bom mà. Đâu đấy? Bông keo hả? Bông keo kìa. À thôi. Hướng bông keo kìa. Chạy rồi. Một thanh niên chạy rồi. Nó bị bắn bởi bông keo bên kia. Anh nhảy xuống kìa. Bên này có, bên dưới này có. Ê rồi. Dưới này 210 hai ông cơ. Thực. Nằm xuống chắc bị khải nhá. Ok. Ok, lia rồi, lia bên này rồi.
Okay. Còn phía bên 150 ngay bom keo hình như còn một đứa. Xe xanh này. Xe xanh kìa. Nổ, 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 nhảy ra có chết ạ. Chạy. Cạo bể bom keo luôn. Ờ, AK cứ 37, 38 màu bắn sướng thật. Xanh. Nó bắn lại kìa. Rồi, 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 chết rồi. Tôi ơi, bắn vào đầu. Ơi, sau lưng tôi bị bắn. Ê. Còn một keo không? Hết rồi, nó ngay gốc cây luôn á. Ngay gốc cây luôn. Ngay gốc cây cục đá. 154 máu rồi, 154 máu. Đẩy lên đi. Tôi cover được, tôi cover được. Hay quá. Xí kẹo gì đây, auto. Hít. Hả, hít, drama. Chưa cho phép mà ai đừng bắn. Tôi hết đạn rồi. Tôi bắn cho đã hết đạn. Tiểu Liên tôi bắn 4-5 viên này. Hiểu quá. Cực kỳ nguy hiểm, đâu ra mà đông dữ ta. Mình chỉ bắn nhẹ thôi mà kéo tới giống như là những Superman đại hội võ lâm vậy. Cực kỳ nguy hiểm. Trời ơi, tôi nghĩ chúng ta kill nhiều hơn trận trước rồi đấy. Tôi mới có được 9 kill à. Tôi 7 à. Đậu xanh trên đồi bắn tôi. Yếu lắm luôn. Cào bể bom băng đi. Ê, đậu xanh bên kia nữa, bên kia nữa. Có bao cao, có bao cao nút vào. Ai à, đi chỗ khác đi. Nó ngoài bo nha. Một. Hai. Một, bác. nó một. Nó một rồi. Rồi, 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 lê. Ừ. Tôi hết giáp. Bo này bo mấy ta? Tôi hết giáp, tôi phải cần giáp ra. Tôi đi kiếm giáp ra. Tôi cần máu, tôi cần máu. Có máu. Có, chạy theo tôi. Chạy theo tôi xuống hai cái xác ở dưới nè. Tôi quăng máu ở sau lưng nha. Ok, ok. Chuẩn bị nè. Okay, một bình, hai bình. Rồi đó, hai bình. Ok. Tôi cần giáp. Tôi đang cần giáp lắm luôn. Hai cái xác trước mặt chưa lút này. Hai xác này nghĩ dầu này. Lút thử xem có. Có máu. Ok. Chắc hai. Rồi máu nhiều rồi. Rồi đậu xanh xong lấy máu. Có gì không? Có giáp không? Sướng đây. Không biết. Ờ, giáp 2, ok, được rồi. Có đó, ok. Hello, surprise. Tôi còn 3 bom keo, ông còn bao nhiêu viên bom keo vậy? Chưa quả nào nãy giờ rồi. Nè. Nãy giờ tao bị bắn, nó quay lại bắn luôn rồi. Một quả này. Đâu có gì đâu. Kiểu mình xác định mình không chạy được ấy. Nãy giờ mình chỉ có thấy bị bắn, mình quay lại mình bắn luôn. Ờ, ok, rồi đó, hết rồi đó. Một quả tôi. Okay. Tôi còn 3 quả mà. Hổng tin trước mặt. Ơi, có thằng này. Gì đấy, từ để chưa cho mới một dao coi. Ok. Rồi. Để heo, làm thật đi. Có đi cửa. Được. Ấy, đậu xanh. Trời ơi, cái gì đây. Trời ơi, chém bồ nó bắn như là một con sóc nè. Tao thu. Nè, tôi còn quả nè. Thôi sao, quay lại xác loot, thì như mấy xác này có. Và cái thằng sau rồi, nó đứng ngay sau đó tọt ghê vậy. Ai biết. Kinh vậy. Cái tự giết bồ người ta à. Tôi bắn giáp rồi, nó còn giáp không? Từ quay lại coi còn giáp không đâu. Ngầu lắm. Không còn đây, giáp xuống đây này, cái thính nè, thính nè, thính mưa rơi này. Ơ, còn giáp 2 nè, trời đậu phộng, ngon thế. Ui đây, chấp nổ này AS. Quay đây, chấp nổ mới okay, này. Ok. Giảm thanh luôn. Trời ơi, đồ ngon thế. Phải chọn bây giờ không có keo này này. Tôi còn một quả nè. Lấy. Ok, giữ đi. Một quả này. Cho làm sao được. Cho. Hai quả, thôi. Hai quả. Được một quả để mà cứu nhau đậu xanh. Thôi đi, nghe câu một quả rồi trên lên hai quả như nó tự đẻ. Qua xem chim đi kìa. Ấy, đằng sau. Hướng nó 30 đấy nha. Cái cây to tướng, cây à trên đầu. Chạy kìa. Đậu xanh. Hai. Trúng. Giết luôn đi. À cả Khải to thật đấy. Khải đem to vãi trưởng. Cái 4 nó cứ 17 18 thôi. Ok. Tiếp tục nào. Let's go. Ngoài đây nữa. Come on, follow me. Ở đây có hai người mà. Nhảy xuống kìa. Từ. Okay. Chuẩn bị chạy vào nè. 1. 2. 3. 4. Đừng đứng yên như thế. Hấp 3. 5. Ủa? Cạm vào đầu cho. Đây nè. Đây, bên trên đồi S. Trên đồi hả? Nó được 30. Okay, okay. Nó được 30. Từ. Cạm đầu á. Không biết mình ở đây đâu.
Gốc cây yếu, gốc cây yếu. Dừng bom keo là yếu. Khải bể bom keo. Tôi bắn được. Ok. Hai thằng. Còn ông NW nữa, bên trái. Cục đá nhỏ. NW, cục đá nhỏ. Ok. Cục đá nhỏ. Cục đá nhỏ nhỏ ở phía xa xa 300 NW. Xa luôn hả? Ừ, cục đá xa. Xa đúng không? Ok. Xuống cây rồi, xuống cây rồi. Thấy rồi. Tôi bắn được, tôi bắn được. Ok, thế tôi lùi phải. Đang yếu. 13 máu rồi. Tôi bắn được, tôi bắn được. Rồi rồi, lê 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 okay. Lê. 3 giây chạy bò kìa. Còn một người thôi, cố lên. Còn một người cuối cùng. Móc hàng ra đi mấy cưng. Come on, come on. Follow me. Móc hàng ra. Quá thôi. Móc hàng ra ạ. Trời ơi. Ra đây nào cưng ơi. Kiêu nguyên map là có thật. Ra đây nào. Đậu xanh. Hello cưng. Móc hàng ra. Cho tôi mượn khẩu lục M500. Hay à, bạn bắn tôi kìa. Cho tôi mượn khẩu lục M500. Cho mượn khẩu lục M500. Ok, sao biết có M500? Này, xong đồng 3 luôn đó. Rồi. Cây kìa. Cây kìa. Ok, ở đó đi nha. Ok. Cảm giác không được thì tôi phụ đem ra. Ok. Solo đi. Mà nó trong bo mà. Trong bo hả? Thôi tôi khải bóng keo đi. Ê, phóng lưu. Phóng lưu. Khốn nạn. Đây đó, yên tâm. Tôi lo được. Tôi phá bóng keo thôi, Một viên vào đầu rồi. Ok, phá bóng keo đi. Ok, còn ai sửa nó đi. Ôi, phóng lưu. Ôi, hết đạn rồi. Ôi. Ờ. What? What? Đây, hậu tu tự sát. Thanh niên phóng. Phóng mù mắt coi tự sát luôn. Thôi. Tự kết liễu cuộc đời mình để. Tự kết liễu cuộc đời mình để đỡ xấu hổ chứ. Cực kỳ nguy hiểm. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.